Vừa xem xong phần unbox sản phẩm Acro CE1000 đến từ Astell & Kern, hãng sản xuất âm thanh cá nhân Hi-Res di động hay nhất thế giới đến từ Hàn Quốc. Đây là bộ khuếch đại tai nghe headphone AMP kết hợp các chức năng và tính di động của bộ khuếch đại hiệu suất cao DAP dựa trên triết lý cơ bản của Astell & Kern, làm mang đến âm thanh nguyên bản và tinh khiết. Acro CE1000 thiết lập một tiêu chuẩn mới cho bộ khuếch đại tai nghe headphone AMP, cung cấp âm thanh mạnh mẽ và rõ ràng với các tính năng chưa từng có trên bất kỳ bộ khuếch đại tai nghe nào khác. Hiện tại thì sản phẩm đang được phân phối chính hãng tại showroom SV House với mức giá 55.900.000 đồng. Bỏ ra tới tận gần 60 triệu để mua một thiết bị như Acro CE1000 ư? Ban đầu khi nhận sản phẩm về từ cửa hàng thì mình rất hoài nghi về những trải nghiệm của mình sẽ nhận được khi sử dụng sản phẩm này. Bởi vì với những thiết bị khác, cũng từ Astell & Kern có mức giá rẻ hơn đã làm rất tốt về tái hiện âm thanh rồi. Nhưng mà các cụ đã nói thì gáy trước sẽ bước không qua. Câu này thực ra là do mình chế ra thôi chứ các cụ thì không nói thế. Nhưng thực tế thì đúng là mình đã không thể lờ đi CE1000 sau một thời gian trải nghiệm, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Acro CE1000 đã thực sự giữ chân mình ở lại với em ấy bằng cách mê hoặc mình cả về thị giác lẫn thính giác. Mà thôi không vòng vo nữa, ngay sau đây sẽ là những chia sẻ thực tế của mình về sản phẩm này nhé. Có một điều mình chắc chắn với các bạn rằng nếu là một sản phẩm đến từ Astell & Kern thì không thể thiếu đi những cạnh sắc vung vức trong thiết kế. Và trên CE1000 bạn có thể nhìn thấy các góc cạnh mạnh mẽ được thể hiện trên hầu hết các chi tiết của thiết kế. Điều này tạo cho mình một cảm giác cực kỳ ấn tượng và không thể rời mắt. Vẻ đẹp trên CE1000 không chỉ là một vẻ đẹp mà nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc vẫn duy trì trên các dòng sản phẩm của mình, mà nó còn là một nét quyến rũ độc đáo mà khó có thể miêu tả bằng một vài câu cảm thán thông thường. Mặc dù có kích thước hơi lớn một chút nhưng tổng thể các chi tiết trên máy lại được sắp xếp với một bố cục rất gọn gàng và ngăn nắp. Tổng thể thiết kế như được đúc từ một khối nhôm với các đường cắt gọt mạnh mẽ cuốn hút,
Nút xoay âm lượng cho mình cảm giác mềm mại nhưng chắc chắn khi sử dụng. Khi đặt CM1000 trên một mặt phẳng thì bạn có thể thấy sản phẩm này đẹp và độc đáo khi nhìn từ mọi phía. Mình xin lỗi nếu như những góc máy của video không đủ để cho các bạn thấy được vẻ đẹp của em nó, bởi vì khác với ảnh render trên mạng, Acro CM1000 bên ngoài đẹp, mạnh mẽ và sang trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình. Acro CM1000 được trang bị một màn hình 4,7 inch và có thể xoay nghiêng lên tới 60 độ, giúp người dùng có thể thao tác dễ dàng hơn với thiết bị. Tuy nhiên thì bạn sẽ cần tới hơi nhiều lực một chút để nâng chiếc màn hình này lên. Đổi lại thì mình sẽ có một cảm giác chắc chắn và yên tâm khi chạm và sử dụng. Esteban Kern trang bị cho Acro CM1000 nhiều loại đầu ra để có thể sử dụng bởi tất cả mọi người, từ người dùng phổ thông đến những người đam mê âm thanh. Cụ thể là phía mặt sau của thiết bị có các cổng RCA input và output, cũng như cổng USB Type-C để truyền dữ liệu. Các bạn cũng có thể tìm thấy cổng optical và coax ở bên cạnh. Ngoài ra còn có một cổng USB Type-C riêng biệt để sạc và khay cắm thẻ nhớ microSD hỗ trợ mở rộng dung lượng lưu trữ lên đến 1TB. Mặt trước của thiết bị có các giắc cắm đầu ra unbalanced 3,5mm, 6,35mm, balanced 2,5mm và 4,4mm. Bạn có thể sử dụng được nhiều loại headphone full size và in-ear monitor IEM khác nhau trên thiết bị này. Và tất cả các cài đặt đầu vào đầu ra đều có thể được lựa chọn dễ dàng và thuận tiện bằng màn hình cảm ứng trên CM1000. Mấu chốt tạo nên sức mạnh tái tạo âm thanh ấn tượng của CM1000 đến từ bộ từ DAC cao cấp ESS906AS với khả năng hỗ trợ phát nhạc lên tới 32 bit, 384 kHz PCM và native DSD 512. Ngoài ra, để cho ra một chất lượng âm thanh đến mức tinh khiết và trung thực gần với âm thanh gốc, thì các kỹ sư của Esteban Kern cũng tích hợp nhiều phương án trên CM1000 để loại bỏ được những nhược điểm cố hữu của các thiết bị nghe nhạc số, đó là âm thanh nghe bị giả và mang cảm giác kỹ thuật số. Vì sao lại như vậy? Bởi vì DAC không phải là yếu tố duy nhất quyết định đến chất lượng âm thanh từ một DAP, mà trong một hệ thống khép kín thì cả nguồn, cấu trúc mạch và sự chuyển đổi tín hiệu đều ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh cuối cùng đến tai bạn. Chỉ khi từng yếu tố này được tối ưu hóa, người chơi mới có thể tạo ra âm thanh gần như ý định của nghệ sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Cụ thể, chip Teraton Alpha độc quyền của Esteban Kern cung cấp khả năng tiêu thụ và khuếch đại điện năng hiệu quả ngay từ DAC, giúp loại bỏ tiếng ồn và những biến dạng âm thanh không mong muốn. Ngoài ra, các mạch đầu ra 2,5, 3,5, 4,4 và 6,3mm đều được phân tách vật lý bằng cách áp dụng các relay độc lập. Với cách xử lý này thì các đầu nối không được sử dụng sẽ hoàn toàn không gây ra nhiễu bởi nó đã bị chặn hoàn toàn bởi các relay độc lập này. Nếu bạn còn nghi ngờ về khả năng loại bỏ tiếng ồn của CM1000 thì các bạn nên nhớ rằng tất cả các sản phẩm âm thanh của Esteban Kern đều áp dụng các tấm chắn để tiếng ồn và nhiễu sóng điện tử xảy ra khi các linh kiện điện tử đang hoạt động. Tuy nhiên, trên CM1000 đáng tiền ở chỗ là nhà sản xuất đã áp dụng thêm lớp mạ bạc tinh khiết có tính dẫn điện cao trên các tấm chắn này để đạt được khả năng che chắn hoàn hảo. Không chỉ chiều lòng những người chơi nhạc hệ có dây truyền thống, CM1000 còn hướng đến cả những người chơi âm thanh hệ không dây với việc trang bị Bluetooth 5.0 với kết nối ổn định cùng việc hỗ trợ bộ giải mã không dây 24-bit aptX HD và LDAC để mang tới một chất lượng âm thanh không dây tốt nhất có thể tới thời điểm hiện tại. Cuối cùng, vì là một bộ khuếch đại âm thanh di động nên chắc chắn bạn cũng quan tâm tới khả năng sạc và thời lượng pin của sản phẩm này đúng không nào? Acro CM1000 có tính năng USB PD 2.0 hỗ trợ 9V và 3A để sạc nhanh hơn. Khi được sử dụng với bộ chuyển đổi USB-C hỗ trợ sạc nhanh USB PD 2.0, Acro CM1000 có thể sạc đến 50% trong 1 giờ và sạc đầy trong khoảng 2 giờ 30 phút. Với viên pin dung lượng lên tới 8400mAh, CM1000 có thể hoạt động liên tục trong khoảng 9 đến 10 tiếng. Về cơ bản, giao diện trên CM1000 không khác nhiều so với các thiết bị trước đây của Esteban Kern. Trình phát vẫn xuất hiện ở trung tâm và bạn có thể truy cập vào bộ sưu tập nhạc dễ dàng. Ngoài ra thì mình cũng có thể cài đặt và sử dụng thêm các dịch vụ nghe nhạc trực tuyến khác như Tidal hoặc Spotify, tương tự như các thế hệ máy nghe nhạc trước đây của hãng. Các tính năng chính của thiết bị như Gain Control, EQ, AK Connect, CrossFit và Replay Gain cũng như các cài đặt của thiết bị có thể được truy cập nhanh và dễ dàng bằng cách kéo xuống từ phía trên cùng của màn hình. Một điểm mới trên giao diện của CM1000 chính là điều khiển Input, Output cho phép bạn sử dụng thiết bị như một DAC độc lập hoặc bộ khuếch đại tai nghe. Để truy cập vào các tùy chọn, bạn sẽ kéo bằng điều khiển xuống và chọn Set the Input Output Terminals. Giao diện này cũng cho phép bạn quản lý cài đặt EQ và tùy chỉnh tính năng CrossFit. CrossFit là tính năng giả lập hiệu ứng loa ngoài khi bạn nghe nhạc qua tai nghe. Cụ thể là trong khi bạn nghe nhạc bằng tai nghe thì việc tách biệt kênh tai trái và tai phải sẽ khiến bạn bị mỏi tai khi nghe lâu, và bạn có thể kích hoạt CrossFit để có trải nghiệm nghe nhạc thoải mái hơn với tai nghe.
Trong quá trình thao tác với màn hình thì bạn có thể cảm thấy là các hiệu ứng chuyển cảnh không mượt. Tuy nhiên thì là một audio file thì chẳng ai quan tâm quá nhiều đến vấn đề này cả. Mà quan trọng thì Aston Kern vẫn luôn lắng nghe người dùng và tiếp tục cải tiến cũng như bổ sung những tính năng mới để nâng cao trải nghiệm âm thanh cuối cùng đến tai bạn. Và mình đã giới thiệu với các bạn phần cứng cũng như phần mềm của CE1000 và cuối cùng sẽ là chất lượng âm thanh từ CE1000. Trên thực tế, với rất nhiều giải pháp được Aston Kern trang bị trên CE1000 đã mang tới một thế mạnh nhất định so với các sản phẩm khác, đó là khả năng kiểm soát nhiễu âm phát sinh trong quá trình chuyển đổi từ tín hiệu số sang tín hiệu âm thanh. Âm thanh trên CE1000 rất rõ ràng, chi tiết và tinh khiết, đến mức bạn sẽ muốn đắm chìm trong thế giới âm thanh được CE1000 tái tạo hàng giờ liền. Khi thưởng thức Brother Rich in Arm của Dire Straits, mình khá ấn tượng bởi âm trường được mở rộng với khả năng xuống các nốt trầm ấn tượng. Phần intro trên Money for Nothing được tái hiện trên một tầm cao mới qua bàn tay xử lý của CE1000. Khi tiếng guitar điện của Mark Knopfler xuất hiện thì mình cảm nhận được rõ ràng những năng lượng tích cực mà nghệ sĩ muốn truyền tải. Tiếp đến khi nghe Daft Punk's Lose Yourself to Dance, giọng hát của Pharrell được CE1000 tái hiện cực tốt thông qua những nốt bổng lấp lánh và chính xác. Đó là một vài ví dụ thực tế mà mình sử dụng để miêu tả cho các bạn về chất lượng âm thanh mình nghe được của CE1000. Tóm lại thì CE1000 cho ra một chất âm được cân bằng hoàn hảo với âm trầm sâu, tự nhiên và trung thực. Các âm trung và cao được thể hiện đầy đủ, chi tiết. Nếu bạn sử dụng được một tai nghe phù hợp thì thậm chí âm trường còn được CE1000 thể hiện tốt hơn bạn tưởng tượng rất nhiều. Tính năng CrossFit là một nâng cấp bổ sung mới thú vị giúp âm thanh trên CE1000 có được một chiều sâu đáng ngạc nhiên. Tính năng này của Aston Kern cho phép người nghe không chỉ điều chỉnh mức độ CrossFit mà còn xác định được những tần số được đưa ra ở cả kênh bên trái và kênh bên phải. Điều này giúp tăng chiều sâu và chiều rộng của âm trường, đồng thời bảo toàn những tần số có thể bị mất trong quá trình giao thoa khi âm thanh được phát ra trong không gian truyền đến tai bạn. Acro CE1000 thực sự là một thiết bị thú vị. Nó có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong một hệ thống âm thanh, cho dù đó là DAC, AMP hay DAB độc lập. Nó đều tỏa sáng cho dù là trong hoàn cảnh và mục đích sử dụng nào. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp âm thanh thì Acro CE1000 xứng đáng nằm đầu tiên trong danh sách những thiết bị mà bạn đang nghĩ tới. Trên đây là video unbox và chia sẻ những trải nghiệm của mình với Acro CE1000. Các bạn nghĩ sao về sản phẩm này thì hãy để lại comment để chúng ta cùng bàn luận thêm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm âm thanh tiếp theo.